khán giả và các bạn nhỏ thân mến, tuần vừa rồi là những hoạt động vui chơi luyện tập khá thảnh thơi cho toàn đội cầu thủ nhí vì vẫn bảo toàn lực lượng 12 bạn. Tuy nhiên, cuộc chiến bước vào top 10 ngày càng trở nên căng thẳng và gay cấn hơn nhiều trong tuần này. Thưa quý vị, cầu thủ nhí 2021 đã đi được 2/3 chặng đường của mình. Với những nỗ lực tập luyện đá bóng và những trải nghiệm thú vị đến từ chương trình thì các bạn nhỏ của chúng ta cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sao hy vọng các bạn cầu thủ nhí sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để cố gắng chinh phục được giấc mơ trở thành siêu sao bóng đá. Hãy xem tuần này thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ có những trải nghiệm gì nhé. Chúng ta có con. Morning. Morning, teacher. Ơi, tôi chào các con. Khỏe không? Khỏe. À, hôm nay chúng ta một ngày như mọi ngày, chia đều ra bốn cái chỗ con nhỏ cho thầy. Hai hàng ha, đi ha con ha. Quay tay ha, tới ở giữa đây, quay ngược lại, vẫn đi qua đổi hàng. Ok, go. Cái người ta lên tới giữa cái đã, và cái người thứ hai bắt đầu đi. Go. Tất cả các con cùng nói với nhau. Mạnh lên, đây cái gì vậy? Hả? Sau một động tác nghe thầy nói, đổi nha. Đi, go. Đúng rồi, tốt. À, đó, anh này làm đúng không? Lui về, vị trí. Nhìn nha, đầu tiên chúng ta bước chân phải lên. Với các bài tập khó, thầy Minh Phương luôn có hướng dẫn tận tình cho các bạn nhỏ. Và các bạn cũng đã cố gắng thực hiện đúng các bài tập của thầy đưa ra. Ok, rồi đó. Được, à, đi lên. Xoay dọc, hai bên luôn à, đổi bên, bên trái, bên phải à, nhìn bên kia, xong rồi tới đây cái quay mặt qua đây Nam. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi. À, thầy cũng chạy tới, đụng hai vai vô, hai cái vai đụng vô, nhẹ ra, đụng rồi, xong rồi lầu á. Đầu tiên đụng bên trái, xong rồi đụng bên phải, hoặc là đụng bên phải, xong rồi đụng bên trái. Go, đi. Các động tác tuy không quá khó, nhưng rất có ích cho các bạn cầu thủ nhí. Đúng rồi. Nhẹ thôi, nhẹ là đúng rồi. Ở đây dẫn bóng qua đây. À, chân phải nha. Ok. Tới người này dẫn bóng ngược lại. À, người này dẫn bóng chân trái. Một bên chân trái, một bên chân phải cho thầy. Các động tác phản xạ đã được các bạn áp dụng nhuần nhuyễn vào bài tập dẫn bóng. Một bóng thôi. Ok, đúng rồi, đúng, chính xác, go. Đúng, ngước mặt lên coi, có quan sát không? Có thông tin không? Nhưng phải nhớ quan sát và liên lạc thông tin với nhau. Điều này quan trọng lắm đấy nha. Đúng rồi. Tập trung vào. Một bóng, một bóng, một bóng, một bóng, một bóng. Từ nãy giờ một bóng à. Hai bóng thì các con cường độ sẽ cao hơn, các con sẽ mệt hơn, sẽ thở nhiều. À. Ở đây đứng làm gì? Đứng đây đứng gãi đầu, đứng chần chờ. Bây giờ thầy dẫn bóng lên. À, anh này anh cắt đường truyền. Thì thầy làm gì? Thầy truyền. Rồi dẫn bóng qua, dẫn bóng đi luôn. Con chỉ vậy thôi. Chưa tới con thôi tiếp. Anh này có quyền quyết định. Một là anh phòng ngự ở đây, anh không cho anh này qua. Hai phòng ngự ở đây. Con xử lý và truyền. Hai là anh này anh cắt đường truyền. Thì con xử lý sao? Dẫn bóng. Lừa bóng. Cái đó là phải tư duy của mình đó. Quyết định nhanh lên. Quyết định anh này anh truyền hay là anh đi bóng. Chuẩn bị nha. Go. Ok, go. Yeah, good. Làm sao đừng để mất bóng rồi thầy. Đi, go. Cũng chưa tốt lắm nha. Ok, tiếp tục. Go, 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 qua luôn. Đúng rồi, đúng, đúng Nam. Go. Đúng rồi, thoát. Go. Tập tuần này có vẻ nóng dần lên rồi. Các bạn đã tự tin dẫn bóng hơn rất nhiều. Go. Ok. Quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Cầu thủ nhí 2021. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách trong tuần này dành cho các cầu thủ nhí. Thử thách của chúng ta có tên gọi là cú sút thần tốc. Và thử thách này sẽ giúp cho các bé rèn luyện kỹ năng khéo léo và hiểu ý đồng đội. Mỗi một đội chúng ta sẽ có 2 cặp và 2 bạn ở trong một cặp sẽ bị buộc chân lại với nhau. Chúng ta hãy dẫn bóng bằng 2 chân được cột lại.
vượt qua các chướng ngại vật về đến điểm quy định của chương trình. Chúng ta sẽ dùng hai cái chân bị cột lại với nhau đá quả bóng ngã những chiếc lon ở trên kia, và đội nào ngã được nhiều số lon nhất thì sẽ là đội giành chiến thắng. Mỗi đội chúng ta sẽ có 4 lượt, có nghĩa là hai bạn sẽ thực hiện hai lượt nha. Đó. Ở tuần trước thì đội nào giành chiến thắng ở thử thách ta? Đội của Mâu Thủy. Vậy là tuần này thì đội của Mâu Thủy sẽ thi trước. Nhưng mà có một điều là Sam đang thắc mắc là ngày hôm nay chú ST là đeo cái gì ở ngay trước ngực mà sao thấy đùm đề đề vậy? Dạ đây là túi tiếp tế ạ. Nếu như các bé mà có mệt quá trong chương trình đó thì ST sẽ có nước để tiếp tế liền cho các bé. Wow. Nếu như các bé giành chiến thắng thì các bé cũng có thể có những phần quà như là kẹo và bánh đây ạ. Đó. Chu đáo quá. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ mời đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy vào vị trí xuất phát. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thời gian vượt qua thử thách dành cho đội màu xanh dương. Thời gian bắt đầu. Cố lên, cố lên. 1, 2 đi. Tụi con đếm đi dễ không? Cả nhà không? Cố lên. Đi cả nhà. Không, không, con không được dùng chân này. Không được dùng chân này, dùng chân này nha. Phú ơi, té đi con. Chắc con phải đếm 1, 2, 1, 2, 3. Sao cứ lẹo vô vậy con? Tập trung vào. 2, 3, tập trung vào. Hai đứa nắm tay vô, cộng tay nhau mà đi. Nắm sát người nhau luôn, chắc con phải sát người nhau luôn. Té xuống đi mấy đứa. Rồi, 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 cố lên. Tới gần đây, tới gần đây. Điểm ở đây, điểm ở đây. Rồi, mình ngắm một điểm với nhau nha. 1, 2, 3. Đi con, đi con. Chúng ta đi về tới tận nhất. Vậy là lượt khởi đầu của Minh Phú và Phú Quý đã không thành công. Chúng ta hãy xem cặp đôi song nam tiếp theo sẽ thực hiện trò chơi như thế nào nhá. Cùng tên nam mà có vẻ không cùng bước đi được rồi. Nhưng mà không sao, ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đó các bạn nhá. Cặp tay vô, cặp tay vô, đúng rồi, cặp tay vô. Đây, đây. Rồi, để coi. Nhớ nhắm nha, nhắm chung nha. Hay à. Lên nào. Rồi, mình đi về từ từ thôi. Rồi đây, chuẩn bị vào một lượt nữa. Lượt thứ hai của cặp cầu thủ nhí Phú Quý có mang lại kết quả như mong đợi cho đội trưởng Mâu Thủy không? Chúng ta cùng theo dõi. Thì đó, kia nó tràn quá. Ôm eo nhau đi. Ôm eo nhau. Nhắm lên. Từ có gì đâu, nhanh. Cần độ chính xác. Hai chân mình vô. Từ 1, 2, 3. Trời ơi, cứ để cho nó ra. Quả cuối cùng. Quả cuối cùng nha, cố gắng nha. Sông Nam ơi, cố gắng nha. Từ thôi. Ngồi đây. Không có sao hết. Từ. Lần này, Sông Nam được sự cổ vũ nhiệt tình đã tự tin hơn rất nhiều. Mình còn rất nhiều thời gian cho con. Dán đổ được mấy cái rồi. Sút. Lại không trúng mục tiêu rồi. Thưa quý vị, như vậy là đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy đã thực hiện thử thách trong vòng 2 phút 41 giây. Tuy nhiên, không có xô ngã được chiếc lon nào hết. Sắm hy vọng rằng hai đội tiếp theo chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để có thể hoàn thành được thử thách này. Đội tiếp theo của chúng ta đó chính là đội màu xanh lá cây của đội trưởng ST. Xin mời đội màu xanh lá cây chúng ta vào vị trí. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho đội màu xanh lá cây thực hiện thử thách cú sút thần tốc. Thời gian bắt đầu. Lượt đi đầu tiên là cặp cầu thủ nhí Văn Tiến và Thiên Quý. Hai bạn khá đồng đều về thể hình. Đây là một lợi thế lớn. Để xem những chân sút thần tốc sẽ thể hiện ra sao nhá. Đá mạnh lên để cho mình ấy. Cái nào mà mình đã vòng qua được thì mình đá mạnh lên cho nó mau. Quý đá đi, quý đá đi. Bên kia, vòng qua bên kia. Canh nha. Chiếc lon đã ngã rồi. Các bạn đã có cú sút chính xác. Chúc mừng đội xanh lá nhá. Từ từ ơi, từ từ ơi. Thắng rồi.
Lượt tiếp theo là Duy Tiến và Bảo Lâm đều đến từ Tây Ninh. Có vẻ rất hiểu nhau nên trò chơi này đã không làm khó được các bạn. À thì mình hy vọng thế đó mà. Rồi, cân lộn đừng vô nha hai đứa. Rồi. Người bên trái, người bên phải rồi, không đồng nhất gì hết. Không được rồi, bóng đã đi trượt mục tiêu. Mà không sao, hãy để Tiến và Quý chứng minh bản lĩnh của đội xanh lá nhá. Chú giữ bóng nha. Đi. Rồi, chuyền qua kia, Rồi, rồi. Từ từ nha. Rồi. Hay lắm, nhanh lắm rồi. Nhớ là đếm để cho có nhịp đá cùng chung với nhau nha. Rồi, giữ chân lại. Rồi, giữ vô ống lại. Tập trung vào. Cú sút thần tốc đã khiến những chiếc lon bị sút tung lên. Xem ra hôm nay đúng là một ngày rất may mắn của đội xanh lá. Lấy cái chân cột lại mà đá nha. Rồi. Rồi. Rồi lên luôn đi, lên luôn. Ê, coi chưa? Từ. Rồi, đẩy lên. Đẩy bằng cái mũi, rồi, đẩy lên đi. Rồi, một người hỗ trợ lực, một người canh thôi. Tôi xuất lực. Ok. Thưa quý vị, như vậy là đội màu xanh đã rất xuất sắc khi có 2 quả đá trúng đích và mang về cho mình 12 lon đã ngã trong vòng thời gian là 3 phút 16 giây. Xin chúc mừng đội màu xanh lá cây. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần vượt qua thử thách dành cho đội màu cam. Thời gian bắt đầu. Từ từ. Được theo dõi các bạn chơi, đội màu cam có vẻ đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm. Nhất là chúng ta hãy xem cặp đôi nhỏ Lý Lắc, Hạo Khang và Xuân Trường có làm nên chuyện ở lượt này không nhá. Từ từ, bình tĩnh. Ông ra, hả lỏng ra. Ông ra, hả lỏng ra. Ôi chưa, Tiếp tục. Rồi, tiếp theo. Thấy chưa, hai người không phải nói như vậy nữa. Thôi thì lượt 1 coi như xong. Mọi hy vọng đang nằm trên vai của những thành viên còn lại. Chúc đội cam may mắn hơn nhá. Không có gì phải vội. Đừng co, Thiên con bỏ xuống thì dễ đi hơn chứ. Đúng không? 1, 2, 3. Từ từ nha. Đỡ lên, hai tay đỡ lên bạn. Hai tay kẹp vô. Chơi trước theo. Rồi con tiếp theo. Từ từ. Hai đứa này có biết phối hợp hay không? Chạy từ từ thôi. Lần này mà không vào là tí nữa tôi cho vô đội nguy hiểm hết. Ở lượt đầu các bạn màu cam có vẻ chưa thật sự tập trung. Để xem Trương và Khang có lội ngược dòng thành công không nhá. Nó đơn giản như thế mà cứ làm tụi làm khó mà. Cũng đã chịu rớt vài lon. Xuân Trương và Hào Khang đã không khiến chú A Lì thất vọng. 5 lon rồi, bây giờ xuống. Không dùng tay nha. Bên đây nè. Bên nào cũng được, bên kia cũng được. Rồi đi bên. Quẹo. Rồi. Rồi nhắm vào cái bên rồi. Nhiều nhất. Từ từ. Từ từ để cô lấy cho. Cái nhiều nhất. Nhắm vào cái nhiều nhất. Sao phải cùng ngắm và cùng đếm một lúc. Dạ nhìn kìa Tân. Thả lỏng chúng ta. Có quà nè. Cảm ơn chú. Thưa quý vị, như vậy là đội màu cam của đội trưởng Ali đã hoàn thành thử thách trong 250 giây. Thời gian rất nhanh nhưng tiếc một chút xíu là mấy bé lon chỉ có 5 bé rớt xuống thôi. Do đó giành chiến thắng trong game thử thách của chúng ta ngày hôm nay thuộc về đội màu xanh lá cây của đội trưởng ST.
với chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay thì đội trưởng ST sẽ giành được quyền ưu tiên là chọn 3 thành viên vào trong đội hình chính thức thi đấu. Sao muốn biết là ST đã có sự lựa chọn cho mình chưa? ST có rồi ạ. Rất nhanh. Vậy ngày hôm nay sự lựa chọn của ST sẽ là 3 thành viên nào? Đầu tiên sẽ là Đào Duy Tiến. Người thứ hai cũng đến từ Tây Ninh, Bảo Lâm. Người thứ ba tôi gọi tên là Võ Hoàng Thiên Quý. Hai thành viên còn lại sẽ do đội trưởng Ali và đội trưởng Mông Thủy lựa chọn. Mông Thủy, sao muốn nghe sự lựa chọn của bạn trước? Tuần trước thì Thủy đã chọn ba anh lớn ở trong team của Mông Thủy rồi. Hôm nay thì Thủy sẽ chọn Minh Phú là vô đội tiêu biểu con. Với chuyên môn của em thì... Ủa, Ali khoan đã, em có chuyên môn gì hả? Chị này, để em... Chuyên môn nói. Thì với đội hình này thì em nghĩ là một thành viên trong đội của em sẽ mang lại nhiều phần thắng cho trận đấu ngày hôm nay, đó chính là Minh Chương. Alo, trời ơi. Dạ, đó chính là Xuân Chương. Rõ ràng chúng ta đang thiếu thủ môn. Thủ môn thì để cho huấn luyện viên. Vâng, và chúng ta sẽ còn hai thành viên còn lại do huấn luyện viên Minh Phương lựa chọn. Em xin mời anh ạ. Ngày hôm nay chúng ta cũng tập, thầy cũng có nói phòng ngự cũng chơi tấn công được, mà tấn công cũng chơi phòng ngự được. Trong năm bạn này ai làm thủ môn được? Con. Hai bạn. Con. Ôi. Ôi. Con. Còn bạn nào cũng làm thủ môn được hả? Phú giơ tay lên không con? À, vậy ngày hôm nay thầy sẽ chỉ chọn một thủ môn thôi. Wow, rất gay cấn. Là bạn Quý. Và một lần nữa thì thầy cũng muốn xem cái khả năng thể hiện của một bạn ở trong đội hình của đội trưởng Ali, là bạn Hoàng Thiên. Quý vị, như vậy là chúng ta đã chốt được 7 thành viên cho đội hình chính thức ngày hôm nay. Các thành viên còn lại, các cầu thủ nhí còn lại, các con hãy nhớ nha, luôn trong tâm thế sẵn sàng để chúng ta có thể ra sân chiến đấu. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành ít phút cho các cầu thủ nhí của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu quan trọng nhé. Mỗi khi mà mình luyện tập nè, mình mệt không? Mệt đúng không? À, mình phải cần phải vui chơi giải trí, mình phải cần kiểu là thời gian để xả stress. Đó, chương trình rất tâm lý, rất là quan tâm tới tâm sinh lý của các con, sợ các con làm việc nhiều quá, tập nhiều quá, stress. Hôm nay có tin vui là sẽ cho một bạn như là du phá lưới đi đâu, đi chơi gì đó. Bạn Tấn Nam phán đoán gần đúng nha, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần quà đặc biệt. Đó chính là dành tặng cho vua phá lưới của ngày hôm nay. Và phần quà dành cho vua phá lưới của chúng ta đó chính là một chuyến đi siêu thị mua sắm thoải mái tại siêu thị Hàn Quốc. Wow. Các con sẽ được đồng hành cùng với lại gia đình của mình. Nếu như mà thích cái gì thì tranh thủ trong đợt này, chúng ta hãy cố gắng để giành được giải vua phá lưới và mua sắm thật là thoải mái nha. Nhịp điệu thật chậm. Cũng như là các bạn cầu thủ nhí cũng đã quẩy theo rất nhiều. Cảm ơn đội cổ vũ của chúng ta nha. Và xin mời các bạn hãy vào trong nào.
Thưa quý vị, màn trình diễn vừa rồi cũng sẽ mở đầu cho trận đấu quan trọng trong tuần này giữa hai đội. Đầu tiên chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón đội Cầu Thủ Nhí 2021. Xin mời. Đội Cầu Thủ Nhí sẽ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Minh Phương và thi đấu đối kháng cùng với Cầu Thủ Nhí ngày hôm nay, đó chính là đội tuyển FC Hồng Đức. Huấn luyện viên của đội tuyển FC Hồng Đức ngày hôm nay đó chính là huấn luyện viên Lê Phú Vĩnh. Trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, trọng tài Văn Hiếu. Và bây giờ trận đấu của chúng ta xin được phép bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, mạnh lên, giữ mạnh lên, giữ mạnh lên, giữ mạnh, giữ mạnh, giữ luôn, giữ luôn kia, giữ luôn kia, giữ mạnh. Phú kìa, không thấy Phú hả? Hay quá. Ở những phút đầu tiên của trận đấu, thế cân bằng giữa hai đội FC Hồng Đức và Cầu Thủ Nhí đang được duy trì. Các bạn FC Hồng Đức có thể hình và thể lực rất tốt, tuy nhiên vẫn chưa có nhiều tình huống tấn công rõ nét. Đập được rồi, cố lên. Phú ơi, nhìn Phú kìa, thấy Phú không? Trời ơi. Phạt kìa con, phạt kìa. Lên Phú. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuyền đúng rồi. Lâm. Chuyền. Thiên. Tập trung. Rồi, dễ dễ. Rồi đó, rồi rồi, không sao. Quý kìa. Đó, thấy mấy bạn truyền không? Bớt, 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 bớt. Thiên Quý, sút. Yeah! Yeah! Thiên Quý đã mở tỷ số cho đội Cầu Thủ Nhí. Một bàn thắng rất đẹp mắt. Ê! Nguy hiểm quá. Hoàng Phú đã bỏ lỡ cơ hội cho đội FC Hồng Đức. Và vừa rồi là lời hồi đáp của đội trưởng Minh Phú, hạt tiêu dành cho đội FC Hồng Đức. Thế lên, lên, lên. Thiên Quý, vẫn là Thiên Quý. Phú xoay người đẳng cấp đã mang đến bàn thắng không thể nào ấn tượng hơn. Tuyệt vời. Tỷ số đang là 2-0 cho đội Cầu Thủ Nhí. Thế làm đá dưới tự nhiên. Chuyền bóng nhiều nha, nhắc các bạn chuyền bóng nhiều nha. Nhắc các bạn chuyền bóng nhiều nha. Tạo. Trương kìa. Yes. Yep. Trương con đá là người cuối cùng quá Trương. Đúng không? Ngó nè. Lên Phú ở giữa Phú. Sao mở ra sút, sút luôn con, sút luôn. Sút. Trời ơi. Tiếc. Lấy bàn đúng rồi. Yeah, giỏi. Good. Lên. Chuyền. Phú. Yeah. Đúng rồi. Ngó ngồi không ngó bàn. Yeah. Chết. Đội FC Hồng Đức đã kiến tạo nhiều hơn những tình huống phản công về phía khung thành đội Cầu Thủ Nhí. À. Không, con bên phải đó. Qua bên trái nữa. Qua trái nữa. Yeah. Bắt bên đó luôn. Các bạn không cần ăn nữa. Nó chuyền bóng nhiều vô. Chưa, chuyền bóng nhiều vô chưa? Được về chuyền bóng. Bắt hơn kìa. Chuyền bóng. Chuyền bóng nhiều vô. Quy. Quy thể hình nhỏ nhắn nhưng Cầu Thủ Nhí Minh Phú vẫn liên tiếp xông pha trong nhiều tình huống tấn công của đội Cầu Thủ Nhí. Ok. Trời ơi, tiếc quá. Bắn lên, bắn lên. Yep. Lên.
lên lên ở kia. Trời ơi ngại được giỏi quá Phú lên lên trước á. Chuyền bóng nhiều rồi. Con thấy Bông bằng hay hơn Bông bạn. Tại vì Bông không phải tấn công rồi. Tại vì Bông bạn vừa có băng rồi, vừa dẫn lên cái là Bông bạn lấy được băng rồi. Nếu mà chắc mà có cơ hội là sẽ vô. Bạn đó cũng hay vì phòng thủ của bạn còn hơi yếu. Không, em đừng theo càm, em chỉ theo một người thôi. Đá banh sân nhỏ là theo người chứ không phải theo banh. Nam lên về Tân. Quý vị khán giả và các bạn nhỏ thân mến, trong hiệp đấu thứ hai, đội cầu thủ nhí đã có sự thay đổi nhỏ nhưng cũng không nhỏ của huấn luyện viên Minh Phương. Đó là rút Xuân Trương từ một tiền đạo năng nổ xuống hẳn hàng phòng ngự và khoác áo thủ môn với mong muốn bạn nào cũng phải chơi được các vị trí trên sân. Bóng trong chân mình á, bóng trong chân mình truyền hư thấy chưa, thấy Nam chưa, thấy không, bóng trong chân mình truyền hư không, thấy chưa, thấy chưa. Ê, tuy mới thi đấu ở vị trí mới nhưng có vẻ Xuân Trường cũng khá nhạy bén đấy khi liên tục cứu thua các pha tấn công của đội bạn. Lên Tân, lên Tân, lên Tân, tay tay tay. Wow, đá đi, đá đi, em đang đá thiếu người đó, đá hết giờ rồi. Con thả lỏng nhiều vô, nặng nề lắm. Quý ơi. Giỏi Khang ơi, lên con. Yeah. Trời ơi. Xuyên. Em nè, em rồi. Không có gì bên. Vô Khang okay. Ơi. Lên Khang. Yeah. Ok, ok, ok con. Lên. Giỏi, giỏi chưa? Chơi luôn. Đá phạt quá con. Ôm bóng ra vào quá con. Con đá phạt đi em. Không né nha, không né nha, không có né. Yeah. Đó bài, đó bài, đó bài không sao. Tố Khang. Lại là Thiên Quý với cơn mưa bàn thắng của mình. Vâng, tỷ số đang là 3-0 cho đội cầu thủ nhí. Chơi tốt không? Lên. Yeah. Đi lên, đi lên, đi lên. Đi lên luôn. Khang kìa. Dẫn lên. Đi lên, dẫn bóng lên, dẫn lên. Thấy Khang không? Khang. Đúng rồi, như bàn không? Vô Khang. Yeah. Đơn giản rồi thôi, chuyền cho mình. Hay quá, Trang cầu thủ nhí kiêm MC kiêm ca sĩ luôn. Hảo Khang đã sút tung lưới đội bạn, nâng tỷ số lên 4-0. Kết thúc. Coi có đúng như anh Phương tiên tri không nha? Theo sút. Hoàng Phú đã khiến thủ thành Xuân Trương phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên rồi. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-4. Chuyền đi. Đổi chưa? Lên 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 lên. Lên luôn, lên luôn. Đúng rồi, giỏi. Ý. Quân. Xong pha đi, xong pha đi. Cầm đi, cầm cự đi. Phú. Trời ơi. Không được. Đội trưởng Minh Phú đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn. Cố lên nào Phú ơi. Chấp. Okay. Phá bóng ra chị.
sút. Wow. Một lần nữa Hoàng Phú đã chiến thắng Xuân Trường, tỷ số đang là 2-4. Đá đi, đá kìa. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Thiên. Thiên ơi. Đúng rồi. Đi lên, Bill, Bill, Bill. Giáp. Tốt chị ơi. Ok. Ok, Thiên. Bốn. Quý vị, như vậy là trận đấu ngày hôm nay cũng đã kết thúc với tỷ số là 4-2 nghiêng về đội cầu thủ Nhí. Nhưng mà cô Sam cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn trong câu lạc bộ FC Hồng Đức. Các con ngày hôm nay cũng đã cố gắng hết sức và cháy hết mình trên sân cỏ. Và ngay bây giờ thì chương trình Cầu Thủ Nhí sẽ có những chiếc huy chương lưu niệm gửi tặng cho các bạn cầu thủ Nhí trong FC Hồng Đức. Cảm ơn chương trình Cầu Thủ Nhí đã tài trợ cho các em buổi giao lưu như thế này. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy. Các con, nãy có mệt không? Mệt đúng không? Bây giờ là cô giới thiệu với các con nha. Đây là thần ăn của chương trình. Thần ăn không phải là được ăn mà là anh ấy sẽ phục vụ đồ ăn cho các con. Bây giờ các con có muốn uống nước hay là ăn uống gì không? Đây là cái quầy đồ ăn bánh trái của gia đình cô. Đúng ngày hôm nay là đó. Tụi con ăn cái gì? Hay là lấy hết? Lấy hết đi mấy đứa, chương trình giàu lắm con, cứ lấy đi. Đó, có mỗi bạn nè, đừng ngại gì hết á. Thoải mái lên, ăn xong rồi còn có suất đá nha. Tại sao cô mở cái này cho tụi con? Tại cô thích hả? Vì món này ngon, cô sẽ ăn một miếng. Ê trời ơi. Nó để làm tự nhiên người ta cảm thấy mình tham ăn quá ta. Biết sao không tụi con? Ở đây là đồ ăn miễn phí dành cho tụi con thôi mà cầu thủ thôi. Chứ chú với lại cô Sam là lo chỉ được ăn ké thôi. Ngon, ăn đó, đi là phải nói là thấy cô nói đúng. Ngon không con? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một hoạt động thiện nguyện trong tuần này của chương trình Cầu Thủ Nhí. Đó là chuyến ghé thăm trường tiểu học Hồng Đức để trao tặng cặp khung thành và những phần quà ý nghĩa với mong muốn tạo môi trường vui chơi thỏa thích cho các bạn nhỏ nơi đây. Dạ, xin chào thầy. Em là Akira Phan. Hôm nay em thay mặt cho chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 đến đây để trao tặng hai phần quà cho trường mình. Mình xin đại diện cho câu lạc bộ FC Hồng Đức xin cảm ơn chương trình Cầu Thủ Nhí và ca sĩ Akira Phan đã tài trợ cho câu lạc bộ là hai khung thành. Mình cũng mong là cái phần quà này nó sẽ đem đến những cái rất là ý nghĩa đối với lại các bạn học sinh, cũng như là một cái động lực cho các em cố gắng học tập và trau dồi hơn trong học việc học của mình ha. Và hôm nay thì chương trình cũng có gửi tặng thêm 10 phần quà nhỏ nhỏ, đó là 10 chiếc ba lô để tặng cho các em nhằm động viên và hỗ trợ cho các em trong việc học tập. Cũng xin chúc cho trường mình và các em sẽ luôn mạnh khỏe và đào tạo ra được nhiều các em thật là giỏi để mà cống hiến cho đất nước mình. Tôi cũng xin đại diện cho trường tiểu học Hồng Đức xin cảm ơn chương trình Cầu Thủ Nhí và ca sĩ Aria Phan đã tài trợ cho trường những cái phần quà thật ý nghĩa như thế này. Hai hôm nay phong độ đá không ổn lắm, đặc biệt là hôm nay. Thì con thì cứ truyền thôi chứ không. Ý là con không có nói cái chuyện mà con có vô hay không, hiểu không? Con là hậu vệ, không có trách nhiệm của con không phải là đã vô lưới. Mức độ mà con vô sân banh rồi xong rồi con giữ banh hay này nọ gì đó thì nó không có nhiều. Thì con mới bị sổ đùi xong nên phong độ mấy ngày kia thì cũng nếu như mà con làm quen từ từ lại được thì con sẽ. Con nghĩ từ từ là bao lâu? Dạ cỡ ngày mai sẽ. Ngày mai? Dạ. Thầy là ngày mai không? Dạ thưa. Khi mà thầy kêu kiểm soát bóng thì con kiểm soát bóng chưa được tốt lắm và hay được và hay bị mất bóng mà truyền con không có quan sát để truyền cho đúng người mà con hay truyền để cho người ta lấy bóng và có cơ hội để ghi bàn. Tân, những vòng vừa qua con thấy sao? Phong độ của con chưa được tốt. Phong độ của mấy bạn thì khả năng của mấy bạn cũng
cũng tùy một ngày nó sẽ phải khác nhau, và thật ra nó có quá ít thời gian để đánh giá được một cầu thủ này là cầu thủ tốt hay không, tại vì tụi con còn cả một hành trình để lớn lên nữa. Đây chỉ là một cái khoảng thời gian ở trong chương trình mà chú nhìn nhận sự lựa chọn của chú và chú góp nhặt nhiều ý kiến để mà mình có thể nhìn ra được một cái tổng của cả các cầu thủ trong chương trình năm nay. Cuộc họp căng thẳng trước thềm vòng nguy hiểm của tuần này đang diễn ra với ba đội, đội xanh dương, cam và xanh lá. Đây là phần cực kỳ khó khăn đối với cả ba đội trưởng của chúng ta. Nhưng mà những cái tập trước thì hơi không được tốt lắm, nhưng mà cái tập hôm nay thì rất là đáng khen. Hôm nay thì chú thấy là đội của mình, các bạn vô, bạn nào làm cũng tốt vị trí của mình. Nhưng mà thật ra là chú cũng rất là khó chọn. Hôm nay dù là ai chú đưa vào phòng nguy hiểm, chú tin chắc và chú cũng mong muốn rằng là người đó sẽ quay trở lại. Bởi vì chú tin mà tụi con đủ khả năng để mà quay trở lại và xứng đáng để bước vào top 10. Con bị loại sao chú? Con ngoan, con đá tốt, con có đầy đủ tất cả mọi yếu tố, tại sao chương trình lại loại con, hiểu không? Nếu như mà con bị loại, chú sẽ thực hiện cái ước mơ trong tờ giấy của con và chú sẽ đưa con vô đội tuyển, một đội tuyển nào đó mà con thích. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin mời ba đội trưởng hãy đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của ngày hôm nay. Ủa? Em thật sự rất phân vân, không biết phải đưa ra một cái tên nào mà phù hợp nhất với lại vị trí nguy hiểm ngày hôm nay. Bởi vì như những vòng vừa qua thì chắc mọi người cũng đã thấy ai cũng đều có những cái sự cố gắng và tiến bộ rất là nhiều. Và hai người tiến bộ nhất thì đã ngồi trong kia rồi. Còn hai bạn cũng có sự tiến bộ nhưng mà hơi thiếu một chút. Thì Ali là đã quyết định cho hai bạn bước vào vòng nguy hiểm ngày hôm nay. Nhưng mà Sam muốn thắc mắc về đội trưởng ST. Bởi vì theo cá nhân Sam thì Đào Duy Tiến rất là nổi trội ở trong đội của mình. Vậy tại sao ST lại đưa Tiến ra trong vòng loại này? Đây cũng là những tập cuối cùng rồi, cho nên là các bạn đang thể hiện rất là tốt. Và ST thấy là không chỉ trong đội ST mà tất cả những đội khác, đội xanh dương hoặc là đội cam, các bạn, các bé đang thể hiện cái sự tiến bộ của các bé vượt bậc từng ngày. Và đến giây phút này thì rất là khó để lựa chọn. Và ngay cả bản thân trong đội của SC thì SC rất là khó để có thể chọn bạn nào bước chân vào cái vòng này. Tuy nhiên rằng là SC muốn mỗi bạn phải trải qua một điều gì đó. Bởi vì trên sân bóng và ngay cả trong cuộc sống nữa, không phải lúc nào cũng con đường mình đi cũng bằng phẳng. Nên SC muốn các bạn phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc để các bạn có thể hiểu được những cái giá trị của mình, những cái cốt lõi để các bạn sau này các bạn sẽ thành công hơn nữa. Còn đội trưởng Mô Thủy? Thật ra đối với Thủy là Phú Quý và Tuấn Nam là những thành viên rất mạnh trong đội của Thủy. Và mọi người cũng thấy rằng những tập đầu tiên thì hai bạn thể hiện rất là tốt, nhưng mà sau nhiều tập bây giờ là chặng đường gần cuối rồi, mấy bạn dường như là bị chấn thương rất nhiều và cái nhuệ khí của mình thì cũng trùng lại. Cho nên là cái sự thể hiện của Phú Quý và Tuấn Nam cũng chưa hẳn là hài lòng, trong khi các bạn khác có thể là yếu thế hơn nhưng mà cái sự cố gắng trong những tập sau thì lại nhiều hơn. Và Quý cũng vậy nhưng mà chỉ là không có bằng những bạn khác thôi. Thì rất là đau lòng khi mà phải để Quý đứng ở vị trí này và Thủy không muốn điều đó. Và cảm ơn ba đội trưởng. Xin mời ba đội trưởng hãy quay trở về vị trí của mình và nhường nơi đây lại cho sự quyết định của huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Cô Sam sẽ dành thời gian để các con thuyết phục thầy Minh Phương lý do vì sao giữ các con ở lại với cầu thủ nhí. Con vào cầu thủ nhí này để cố gắng để vào được top 3, để được đi những câu lạc bộ lớn. Lúc ở nhà thì ba mẹ con kêu là ba mẹ con cũng không muốn cho con lên đây. Ba mẹ con thấy con đam mê quá thì ba mẹ con đưa con lên đây. Ý là con cũng thấy là ba mẹ con vì niềm đam mê của con và để con tham gia chương trình này, cho nên là con không muốn phụ lòng ba mẹ, đúng không? Nhưng mà thầy thấy gần đây thì phong độ của con đi xuống, mà con có cảm nhận được điều đó không? Thầy nhận xét như vậy có đúng không? Dạ, bởi vì là con gặp chấn thương nhiều. Thầy cũng có hỏi các con
là các con có bị chấn thương không, bạn nào có tập được không, bạn nào không tập được. Những lúc thầy hồi phục cho các con, thầy cô bảo mẫu cũng hỗ trợ các con. Không phải vì bạn đó chấn thương mà thầy lo, nhưng sự thể hiện của con là đi xuống. Nhưng mà hay khóc quá à. Không, người ta là chàng trai tình cảm, phú quý. Tiết mục thầy là trong những tuần vừa rồi cũng không thể hiện được nhiều. Và con bị đi xuống rất nhiều, con không tập trung, sợ làm mắt bóng hỏng. Con bị tâm lý trước khi thi đấu đúng không? Con sẽ cố gắng nhiều, và vì những lý do con đi xuống là con không tập trung với lại đau chân. Sao còn con Thiên? Dạ con đã cố gắng hết sức, mong thầy cho con cơ hội được ở lại cầu thủ nhí. Đây là luật chơi của chương trình mà chúng ta phải chấp nhận. Thầy đã quý các con, thầy không muốn bỏ bất cứ bạn nào. Nếu bạn nào đi về cũng không phải đó là điều thất bại. Khi con đi cái con đường này hoặc là cái cuộc chơi nào thì cũng phải có cái quy luật về cái vấp ngã đó. Cho nên thầy mong các con cố gắng đứng lên. Giống như đây là một cái trải nghiệm, một cái hành trình để cho các con bước tiếp. Hai bạn sẽ an toàn. Con ở lại để con thể hiện hết sức mình, bởi vì là mấy trận ngày hôm nay con thấy mình vẫn chưa thể hiện hết sức. Dạ con muốn được thầy Minh Phương giữ con lại, con sẽ cố gắng hết sức hơn nữa để làm cho vào top 10 của cầu thủ nhí. Và con sẽ siêng năng tập luyện. Về với đội của mình đi con. Thầy xin lỗi con nha. Thầy xin lỗi con nha. Cố gắng nè, sinh hoạt lại nha. Con là cầu thủ tốt đó. Nhưng nhớ nha, sửa lại cái sinh hoạt nha con. Ăn ở gọn gàng, sạch sẽ tí xíu. Con có kỹ năng, kỹ thuật đó nha. Cố gắng lên, không từ bỏ ước mơ nha. Vậy là cái tên Nguyễn Hoàng Thiên đã phải dừng lại trong tuần này. Bạn Thiên có vẻ ngoài hiền lành, luôn được các bạn quý mến. Nói lời chia tay ở đây không có nghĩa là chặng đường sẽ dừng lại. Cố lên Hoàng Thiên nha. Con muốn vào câu lạc bộ Juventus, đúng không? Con nghĩ là con vẫn giữ cái ước mơ này và vẫn luôn đam mê để mà mình bước đến cái ngày mà mình chạm được vào nó. Trong mắt cô Sam á, trong tất cả các bạn cầu thủ nhí á, Thiên á, con là một bạn rất là hiền, rất là dễ thương, rất là tốt tính. Nhưng mà cô Sam muốn con biết á là cho dù ngày hôm nay á mình có về đi chăng nữa, không phải là cái thất bại. Con phải nhớ như vậy nha. Và cô Sam muốn con vẫn phải ghi nhớ cái ước mơ của mình ở trong đây và vẫn phải tiếp tục theo đuổi ước mơ đó nha. Không có được bỏ cuộc. Cố gắng nha. Đi về. Về với chú. Chào cô Sam nha. Chào cô Sam. Vậy là chúng ta phải chia tay bạn Hoàng Thiên rồi. Chúc bạn sớm thực hiện được ước mơ của mình và vẫn luôn là cậu bé tài năng Hoàng Thiên nha. Như lời đã hứa của cô Sam, cầu thủ nhí vua phá lưới trong tuần này là Võ Hoàng Thiên Quý với 3 bàn thắng. Thiên Quý cùng mẹ đã có một buổi mua sắm vui vẻ tại siêu thị. Bánh gì ngon? Vậy con thích con mua đi. Cái
cái loại ngũ cốc này nè. Con mua thường con đi đá banh nên con nên con uống loại này được nè. Từ này Thiên Quý được giải xuất sắc Du Phá Lưới nên được đi mua sắm với con rất là được, rất hạnh phúc. Nhờ có Thiên Quý nên mẹ mới được đi từ Long An lên tới thành phố. Mẹ cảm thấy rất là vui vì có đứa con đá banh giỏi như vậy. Để con mua cái này về chia mấy bạn nhớ cố gắng trong thi đấu nha con. Quá trời là bánh kẹo và những sản phẩm yêu thích được hai mẹ con mê mẩn lựa chọn, quên cả giờ luôn. Nhưng Thiên Quý vẫn nhớ và mua rất nhiều quà cho các bạn cầu thủ nhí. Đúng là một cậu bé vừa đá bóng hay, lại tốt bụng nữa, đúng không nào các bạn? Con rất là vui khi được đi siêu thị cùng mẹ. Con sẽ cố gắng vô top 10 và top 3 để mẹ được vui. Thưa quý vị, như vậy là một tuần luyện tập và thi đấu của các cầu thủ nhí đã kết thúc. Và tuần sau, top 10 cầu thủ nhí xuất sắc 2021 sẽ chính thức lộ diện. Sam tin chắc rằng các bé sẽ cố gắng và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để có thể khẳng định mình ở trong tuần quan trọng này. Quý vị khán giả hãy nhớ theo dõi chương trình Cầu thủ nhí 2021. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tuần sau top 10 cầu thủ nhí sẽ lộ diện, những cái tên sáng giá nào sẽ đồng hành cùng cầu thủ nhí năm nay? Hy vọng các bạn cầu thủ nhí sẽ luôn tự tin và cháy hết mình trong tuần tiếp theo. Mời quý vị khán giả và các bạn nhỏ cùng đón xem nha.